Hello các bạn, hôm nay là ngày 6 tháng 8. Mình sẽ tiếp tục cùng với các bạn đọc tiếp phần thứ 20, Thế giới nhỏ bé, của tác phẩm Lược sử vạn vật, tác giả Bill Preston. Nếu các sắp xếp mới của Woolf dạy được cho chúng ta điều gì, thì đó có lẽ là sự sống rất đa dạng, nhất là các sinh vật nhỏ bé, đơn bào và xa lạ. Con người một cách tự nhiên thường nghĩ rằng tiến hóa là một chuỗi cải biến, nâng cấp không ngừng để hướng tới sự phức tạp và to lớn, hay đơn giản là thường hướng tới chúng ta. Chúng ta đang tự nâng bốc mình, tăng bốc mình. Phần lớn sự đa dạng thực sự trong quá trình tiến hóa đều có quy mô nhỏ. Con người đơn giản chỉ là một sự may mắn, một nhánh phụ thú vị. Trong 2-3 nhánh của sự sống, chỉ có 3 nhánh, thực vật, động vật và nấm, là đủ lớn để nhìn thấy bằng mắt thường. Và ngay trong 3 nhánh này cũng có những loài chỉ có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi. Thực tế, theo Woolsey, nếu bạn tính tổng số sinh vật trên hành tinh, ở mọi dạng sống, kể cả thực vật, vi khuẩn sẽ chiếm ít nhất 80%, thậm chí nhiều hơn thế. Thế giới thuộc về những sinh vật nhỏ bé từ lâu đã luôn như vậy. Sẽ có lúc nào đó trong đời bạn tự hỏi rằng nếu vậy, tại sao vi khuẩn lại muốn làm tổn thương chúng ta? Một con vi khuẩn sẽ được lợi gì khi làm chúng ta bị sốt, cảm lạnh, nhăn nhó vì đau đớn? Và trên tất cả là chết. Một thân chủ bị chết xét đến cùng không phải là một nơi trú ẩn lâu dài. Trước hết cần nhớ rằng các vi sinh vật hầu hết đều trung lập, hoặc thậm chí có ích cho sức khỏe con người. Loại vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm tràn lan nhất trên trái đất là Wolbachia, cũng không gây tổn thương con người hay bất cứ động vật có xương sống nào. Song nếu bạn là một con tôm, một con sâu hay một con ruồi độc quả, nó có thể khiến bạn ước gì mình chưa được sinh ra. Nhìn chung, theo tạp chí National Geographic, chỉ khoảng 1/1000 vi khuẩn có thể là tác nhân gây bệnh cho con người. Tuy đa phần chúng là hiền lành, nhưng vi khuẩn vẫn là kẻ sát nhân nguy hiểm thứ ba ở phương Tây. Dù nhiều loài không giết chết chúng ta, nhưng sự tồn tại của chúng vẫn khiến chúng ta sợ hãi. Việc khiến cho vật chủ không khỏe đem lại một số lợi ích nhất định cho vi khuẩn. Các triệu chứng đau ốm thường giúp lan truyền bệnh tật. Nôn mửa, hắt hơi và tiêu chảy là những phương pháp tuyệt vời để ra khỏi một vật chủ và chuẩn bị chuyển sang một vật chủ khác. Chiến lược hiệu quả nhất là tranh thủ sự giúp đỡ của bên thứ ba. Các sinh vật gây bệnh rất yêu loài muỗi, bởi vết đốt của muỗi sẽ đưa chúng thẳng vào máu, nơi chúng có thể bắt tay ngay vào công việc trước khi cơ chế tự vệ của nạn nhân nhận ra thứ gì đó đang tấn công họ. Thế nên rất nhiều bệnh loại A như sốt rét, sốt vàng da, sốt xuất huyết, viêm não và trên dưới 100 chứng bệnh khác ít nổi tiếng hơn nhưng có sức tàn phá cao hơn đều bắt đầu từ một vết mũi đốt. May mắn cho chúng ta, virus HIV, tác nhân gây bệnh AIDS, không nằm trong số đó, hay ít nhất là chưa. Virus HIV được hút lên sẽ bị hòa tan trong quá trình di chuyển do cơ chế trao đổi chất riêng của loài muỗi. Nếu một ngày virus tìm ra cách khắc phục điều này nhờ đột biến, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối thật sự. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm nếu xem xét vấn đề quá thận trọng từ góc độ logic, bởi rõ ràng vi sinh vật không phải là những thực thể biết tính toán. Chúng không quan tâm sẽ gây ra chuyện gì cho bạn, nhiều hơn nỗi băn khoăn của bạn khi giết chúng hàng loạt bằng xà phòng tắm hoặc xịt chất khử mùi. Chúng chỉ quan tâm đến sự sống còn của bạn khi giết bạn quá dễ dàng. Nếu vật chủ bị loại bỏ trước khi chúng có thể di chuyển tiếp, khi đó chính chúng cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Gary Diamond nhận định rằng, Diamond là tác giả của cuốn gì mà được giải thưởng sách quốc gia, tự nhiên quên,
Jerusalem nhận định rằng lịch sử đầy rẫy bệnh tật từng tạo ra các đại dịch kinh hoàng rồi đều biến mất bí ẩn hệt như khi chúng đến. Ông dẫn chứng đại dịch đổ mồ hôi rất nguy hiểm nhưng may mắn chỉ bùng phát trong khoảng thời gian ngắn ở nước Anh từ năm 1485 đến năm 1552 và giết chết hàng chục nghìn người trước khi tự kết liễu chính nó. Sự hiệu quả quá mức không phải là điều tốt đối với bất cứ sinh vật gây bệnh truyền nhiễm nào. Rất nhiều khi ốm đau nảy sinh không phải do các vi sinh vật gây ra mà do phản ứng của cơ thể bạn với chúng. Khi được lệnh bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh, hệ thống miễn dịch đôi khi phá hủy các tế bào hoặc gây tổn thương các mô quan trọng. Vì thế khi bạn thấy không khỏe, đó có thể không phải là do các tác nhân gây bệnh mà là phản ứng của hệ miễn dịch. Dù sao thì việc bị ốm cũng là một phản ứng hợp lý trước sự truyền nhiễm. Những người ốm sẽ nằm bẹp trên giường và nhờ đó ít lây lan bệnh tật ra ngoài cộng đồng. Vì đấy, bởi ngoài kia có quá nhiều thứ có khả năng khiến bạn tổn thương, nên cơ thể bạn có rất nhiều loại bạch cầu với chức năng phòng thủ, tổng cộng lên tới 10 triệu loại. Mỗi loại được tạo ra để nhận diện và chống lại một kẻ xâm nhập nhất định. Sẽ rất thiếu hiệu quả nếu cơ thể phải duy trì một đội quân 10 triệu bạch cầu thường trực. Vì thế, mỗi nhóm bạch cầu sẽ chỉ giữ lại một vài trinh sát làm nhiệm vụ. Khi một tác nhân gây bệnh, còn gọi là kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể, các trinh sát sẽ nhận dạng ra kẻ tấn công và kêu gọi sản xuất loại bạch cầu phù hợp. Hay quá! Trong lúc cơ thể bạn đang sản xuất ra lực lượng này, có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Dấu hiệu hồi phục sẽ bắt đầu khi cuối cùng các binh đoàn được tung ra chiến đấu. Các bạch cầu không biết đủ lòng thương nên sẽ truy kích và tiêu diệt cho tới những kẻ xâm nhập cuối cùng. Để tránh tuyệt chủng, các vi khuẩn gây bệnh đã phát triển hai chiến lược cơ bản. Chúng có thể tháo chạy nhanh chóng và chuyển sang vật chủ khác. Nếu như trường hợp các bệnh truyền nhiễm thông thường như cúm hoặc nhị trang để không bị tế bào bạch cầu phát hiện ra. Đây chính là trường hợp của HIV, vốn có thể ẩn náu một cách vô hại mà không bị phát hiện ngay trong nhân tế bào trước khi bắt đầu hành động. Một trong những khía cạnh kỳ lạ nhất của sự truyền nhiễm là các vi khuẩn bình thường hoàn toàn vô hại, nhưng đôi khi lạc vào vùng khác của cơ thể và gần như phát điên. Theo lời tiến sĩ Brian March, chuyên gia về truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Dartmouth Hitchcock ở Lebanon, Hugh Hampshire, nó luôn xảy ra trong các vụ tai nạn xe hơi. Khi nạn nhân chịu những tổn thương bên trong, các vi khuẩn vốn rất hiền lành trong đường ruột lạc vào phần khác của cơ thể, ví dụ như mạch máu, và tàn phá một cách khủng khiếp. Không bị. Một trong những rối loạn vi khuẩn đáng sợ nhất mà gần như không kiểm soát được hiện nay là chứng viêm cân mạc hoại tử. Trong đó các vi khuẩn xen thịt nạn nhân từ trong ra ngoài, ngấu nghiến các mô bên trong và để lại một thân thể mềm hoặc độc hại. Các bệnh nhân thường tới gặp bác sĩ với những lời phàn nàn tương đối nhẹ như phát ban hoặc sốt, nhưng sau đó sức khỏe của họ suy sụp nghiêm trọng khi được phẫu thuật. Rõ ràng họ đã bị ăn ruỗng. Phương pháp điều trị duy nhất là phẫu thuật cắt bỏ triệt để bất cứ phần nhiễm khuẩn nào. 70% bệnh nhân sẽ chết, những người còn lại sẽ bị biến dạng nặng nề. Nguồn bệnh là một loại họ vi khuẩn bình thường là Streptococcus nhóm A, vốn không gây bệnh nghiêm trọng hơn đau họng một đôi lần. Vì những lý do chưa rõ, chúng thoát khỏi niêm mạc họng và đi vào cơ thể. Từ đây chúng tàn phá kinh hoàng. Chúng hoàn toàn miễn nhiễm với kháng sinh. Mỗi năm ở Mỹ xảy ra khoảng 1.000 ca và không ai dám chắc vấn đề sẽ không tồi tệ hơn. Điều tương tự cũng xảy ra với chứng viêm màng não. Ít nhất 10% thanh niên và có lẽ 30% thiếu niên mang vi khuẩn viêm màng não chết người. Thế nhưng bình thường chúng sống vô hại trong họng. Chỉ đôi khi với xác suất khoảng 1/100.000, vi khuẩn này lọt vào các mạch máu và khiến các mạch máu trở nên rất yếu. Trong trường hợp xấu nhất, thần chết sẽ đến sau 12 giờ, nhanh đến mức ngỡ ngàng. Bạn có thể thấy một người hoàn toàn khỏe mạnh trong buổi sáng nhưng đã đục một mắt vào buổi chiều. Quá nguy hiểm. Max nói, chúng ta sẽ chiến đấu chống vi khuẩn thành công hơn nếu không lạm dụng vũ khí tốt nhất của mình, thuốc kháng sinh. Đáng chú ý là theo một nghiên cứu, khoảng 70% kháng sinh
được sử dụng ở các nước phát triển dành cho động vật, thường là động vật dùng làm thực phẩm, chỉ đơn giản là để thúc đẩy tăng trưởng và phòng tránh bệnh tật. Việc sử dụng bừa bãi này giúp vi khuẩn có cơ hội phát triển kháng thể. Đây thực sự là cơ hội đã được chúng đón nhận rất nhiệt tình. Năm 1952, penicillin có hiệu quả tuyệt đối trong việc ngăn ngừa tụ cầu khuẩn đến mức vào đầu năm 1970, bác sĩ phẫu thuật người Mỹ William Stewart đủ tự tin tuyên bố đã đến lúc khép lại cuốn sách về các bệnh truyền nhiễm. Chúng ta cơ bản đã đẩy lùi chúng khỏi Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngay sau khi ông đang phát biểu những lời đó, khoảng 90% chủng vi khuẩn trên đang trong quá trình phát triển kháng thể chống lại penicillin. Chẳng bao lâu, một chủng vi khuẩn mới là Staphylococcus aureus chống methicillin đã xuất hiện tại các bệnh viện. Chỉ duy nhất kháng sinh vancomycin vẫn còn hiệu quả trong việc chống lại nó. Nhưng đến năm 1997, một bệnh viện ở Tokyo đã thông báo sự xuất hiện của một chủng vi khuẩn kháng vancomycin, và tháng sau chúng đã lan sang 6 bệnh viện khác ở Nhật Bản. Vậy là vi khuẩn lại bắt đầu chiến thắng trong cuộc đấu. Chỉ riêng trong các bệnh viện ở Mỹ, khoảng 14.000 người chết mỗi năm vì các bệnh truyền nhiễm mà họ mắc phải. Như James Surowiecki đã viết trên tờ New Yorker, nếu được lựa chọn giữa phát triển các loại kháng sinh mà con người sẽ uống mỗi ngày trong 2 tuần và các loại thuốc chống trầm cảm mà con người phải uống mỗi ngày cho đến hết trời, các hãng dược phẩm tất nhiên sẽ chọn loại thứ hai. Mặc dù một số ít loại kháng sinh đã được tăng cường đôi chút, ngành công nghiệp dược phẩm không đem lại chúng ta loại kháng sinh nào thật sự mới kể từ thập niên 1970. Sự bất cẩn của chúng ta còn đáng báo động hơn từ khi người ta phát hiện nhiều căn bệnh có thể bắt nguồn từ vi khuẩn. Quá trình nghiên cứu bắt đầu từ năm 1983, khi Barry Marshall, một bác sĩ ở Perth, miền Tây Australia, phát hiện nhiều trường hợp viêm loét và ung thư dạ dày đều do một loại vi khuẩn có tên Helicobacter pylori gây ra. Dù các phát hiện của ông rất dễ kiểm chứng, nhưng ý tưởng mà ông đưa ra mới mẻ đến mức phải sau một thập kỷ mới được chấp nhận rộng rãi. Đơn cử Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ không ủng hộ ý tưởng này cho đến tận năm 1994. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người đã chết vì viêm loét dạ dày, trong khi họ không đáng phải chết. Marshall trả lời một phóng viên của tạp chí Forbes năm 1999. Kể từ đó, các nghiên cứu sâu hơn đã chỉ ra vi khuẩn có hay có thể tham dự mọi loại rối loạn khác, bệnh tim, hen suyễn, viêm khớp, chứng đa xơ cứng, một vài loại rối loạn tâm thần, nhiều loại ung thư. Thậm chí người ta đã đề cập ngay trên tạp chí Science về mối liên quan của chúng với bệnh béo phì. Sẽ đến một ngày không xa khi chúng ta khẩn thiết cần một loại kháng sinh hiệu quả mà không có. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu biết bản thân vi khuẩn cũng có thể bị ốm. Đôi khi chúng bị nhiễm thực khuẩn hoặc một loại virus. Virus là một sinh vật kỳ lạ không mấy đáng yêu. Theo nhận xét của Peter Medawar, nhà khoa học đặc giải Nobel, chúng là một mẫu axit nucleic vây quanh bởi những tia xấu. Nhỏ hơn và đơn giản hơn vi khuẩn, bản thân virus không thật sự sống. Khi bị tách riêng, chúng im lìm và vô hại. Nhưng khi gặp vật chủ thích hợp, cuộc đời bận rộn của chúng mới bùng phát. Khoảng 5.000 loại virus đã được phát hiện. Trong số đó, nhiều loại khiến chúng ta khổ sở với hàng trăm thứ bệnh, từ cúm, cảm lạnh thông thường tới những bệnh nguy hại sức khỏe như bệnh cảm mùa, bệnh dại, sốt vàng da, Ebola, bại liệt và AIDS. Virus phát triển nhờ tấn công vào vật chất di truyền của một tế bào sống, sử dụng nó để sinh ra nhiều virus hơn. Chúng sinh sản điên cuồng, sau đó tỏ ra tìm kiếm thêm các tế bào khác để xâm nhập. Vốn không thực sự là sinh vật sống, chúng có cấu trúc rất đơn giản. Nhiều virus, kể cả HIV, chỉ có 10 gen hoặc ít hơn, trong khi ngay cả các vi khuẩn đơn giản nhất cũng có tới vài nghìn. Chúng rất nhỏ, cực nhỏ để nhìn thấy bằng các loại kính hiển vi truyền thống. Mãi cho đến năm 1943 thì kính hiển vi điện tử được phát minh, giới khoa học mới nhìn thấy chúng lần đầu. Thế nhưng chúng là có sức tàn phá khổng lồ trong thế kỷ 20.
Chỉ riêng bệnh đậu mùa đã giết chết 300 triệu người. Chúng còn có một năng lực đáng sợ là tấn công thế giới dưới một vài kiểu mới, gây kinh ngạc và rồi biến mất nhanh như khi xuất hiện. Năm 1916, một loại virus đã khiến người dân châu Âu và Mỹ mắc phải một chứng bệnh ngủ kỳ lạ, được biết đến là bệnh viêm não hôn mê. Các nạn nhân sẽ đi ngủ và không bao giờ tỉnh lại. Họ vẫn có thể bị đánh thức để ăn hoặc đi vệ sinh và vẫn trả lời các câu hỏi một cách hợp lý. Họ biết mình là ai và đang ở đâu, dù theo một cách rất thờ ơ. Tuy vậy, khi được đi ngủ tiếp, họ sẽ lại chìm vào giấc ngủ sâu và duy trì trạng thái này chừng nào chưa bị đánh thức. Một số người trải qua tình trạng này vài tháng trước khi chết. Chỉ một số sống sót và phục hồi tinh thần. Họ tồn tại trong một trạng thái cực kỳ lãnh đạm, giống như những ngọn núi lửa đã tắt, theo cách so sánh của một bác sĩ. Trong 10 năm, căn bệnh này đã giết chết 5 triệu người và sau đó lặng lẽ biến mất. Nó không được chú ý lâu, bởi cùng thời điểm đó, một đại dịch tồi tệ hơn, thực chất là tồi tệ nhất trong lịch sử, đã tràn qua thế giới. Đó là đại dịch cúm heo, và đôi khi còn gọi là đại dịch cúm Tây Ban Nha. Nhưng dù gọi thế nào, đây cũng là một đại dịch kinh hoàng nhất. Thế chiến 1 giết chết, thế chiến thứ nhất, giết chết 21 triệu người trong vòng 4 năm. Trận đại dịch này cũng gây điều tương tự trong vòng 4 tháng đầu tiên. Gần 80% lính Mỹ tử vong trong thế chiến 1 không phải do súng đạn của kẻ thù mà do cúm. Tại một số đơn vị, tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Đại dịch này bắt đầu như một dịch cúm bình thường vào mùa xuân năm 1918. Nhưng bằng cách nào đó, sau một vài tháng, vì những nguyên nhân không ai rõ, nó biến chứng thành một dạng nghiêm trọng hơn. 1/5 số nạn nhân chỉ có các triệu chứng nhẹ, trong khi những người còn lại ốm rất nặng và nhiều người tử vong. Một số người đầu hàng sau vài giờ, những người khác trụ được trong vài ngày. Ở Hoa Kỳ, những trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận là các thủy thủ ở cảng Boston vào cuối tháng 8 năm 1918. Trường học và những điểm vui chơi công cộng đã phải đóng cửa. Người dân khắp nơi đều phải đeo mặt nạ. Tuy nhiên, những biện pháp đó không mấy tác dụng. Giữa mùa thu năm 1918 và mùa xuân năm sau, chỉ riêng ở Hoa Kỳ đã có 548.452 người thiệt mạng vì cúm. Con số tử vong ở Anh là 220.000, bằng với Pháp và Đức. Không ai biết tổng số tử vong trên toàn cầu vì các con số thống kê ở các nước thuộc thế giới thứ ba thường rất xa lệch. Song nó không dưới 20 triệu và nhiều khả năng là 50 triệu người. Một số ước tính thậm chí còn đẩy con số này lên đến 100 triệu. Trong nỗ lực điều chế ra vaccine, giới chức y tế đã tiến hành thí nghiệm trên các tình nguyện viên trong một nhà tù quân đội đặt trên đảo Đia thuộc khu vực cảng Boston. Các tù nhân được hứa trả tự do nếu sống sót qua một loạt thử nghiệm. Các thử nghiệm này hết sức nghiêm ngặt. Trước hết, họ bị tiêm các mô phổi của người chết, sau đó xịt hơi nước nhiễm khuẩn vào mắt, mũi và miệng. Nếu người đó vẫn chưa chịu thua, người ta sẽ dùng dịch tiết lấy trực tiếp từ những người chết và sắp chết bôi vào họng của họ. Nếu vẫn không hề hấn gì, họ sẽ bị yêu cầu ngồi há miệng trong khi một bệnh nhân sắp chết được dừng lại và được dựng dậy nhẹ nhàng và ho thẳng vào một ngụm. Kinh thế. Không ngờ, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, 300 tù nhân đã xung phong, trong khi các bác sĩ chỉ cần 62 người tham gia thí nghiệm. Không ai nhiễm cúm, không một ai. Người duy nhất bị nhiễm là một bác sĩ của nhà tù và ông qua đời rất nhanh. Lời giải thích khả dĩ là đại dịch đã đi qua nhà tù một vài tuần trước đó và tất cả tình nguyện viên đã sống sót sau lần vía thăm đó, vì thế họ miễn dịch một cách tự nhiên. Người ta biết rất ít về đại dịch cúm 1918, trong đó có những vấn đề vẫn hoàn toàn bí ẩn. Một điều kỳ bí là bằng cách nào đó nó đã nổ ra bất ngờ ở khắp nơi, cả những vùng bị ngăn cách bởi biển sâu núi cao và các trở ngại khác trên mặt đất. Một con virus không thể tồn tại được hơn một vài giờ sau khi ra khỏi vật chủ. Vậy làm sao nó có thể xuất hiện ở Madrid, Bombay và Philadelphia trong cùng một tuần? Có lẽ câu trả lời là quá trình ủ bệnh và lây lan qua những người có triệu chứng nhẹ hay hoàn toàn không có triệu chứng gì. Ngay trong các trận dịch bình thường, khoảng 10% số người ở bất cứ khu vực dân cư nào bị cúm cũng không hề biết điều đó.
vì họ không thấy bất cứ cảm giác ốm đau nào. Vì vẫn đi lại tự do nên họ có xu hướng trở thành tác nhân lớn làm lây lan dịch bệnh. Điều này có thể lý giải cho sự xuất hiện rộng khắp của đại dịch năm 1918, nhưng vẫn không thể lý giải bằng cách nào nó có thể thu mình trong một vài tháng trước khi bùng phát dữ dội, trong khoảng thời gian sắp xỉ như nhau ở khắp nơi. Bí ẩn hơn là nữa là nạn nhân chính của trận đại dịch này là những người đang tuổi tráng kiện. Thông thường những người dễ mắc cúm nhất là trẻ sơ sinh và người già. Trong khi đó, số người tử vong trong đại dịch 1918 chủ yếu độ tuổi 20-30, quá kỳ lạ. Người già có thể có lợi thế do đã hình thành sức đề kháng sau gặp phải cùng một chủng virus trước đó trong đời. Nhưng tại sao các bé nhỏ tuổi lại không trở thành nạn nhân chính vẫn là một câu hỏi không lời đáp. Bí mật lớn nhất là tại sao dịch cúm 1918 có thể gây chết người hàng loạt, trong khi đa số các trận cúm thì không. Đến nay chúng ta vẫn chưa có câu trả lời. Thỉnh thoảng một số chủng virus nhất định sẽ trở lại. Một loại virus có chịu bắt nguồn từ Nga có tên là H1N1 đã gây ra trận dịch nghiêm trọng trên diện rộng vào năm 1933. Sau đó là trong thập niên 1950 và một lần nữa là thập niên 1970. Giữa các mốc thời gian đó, chúng biến đi đâu thì không ai biết chắc. Có ý kiến cho rằng các virus ẩn nấp và tránh mọi sự chú ý trong các quần thể động vật hoang dã trước khi ra tay với một thế hệ con người mới. Không ai có thể loại trừ khả năng đại dịch cúm heo sẽ hoành hành một lần nữa. Nếu nó không trở lại, thì vẫn còn nhiều dịch bệnh khác. Các loại virus đáng sợ liên tục xuất hiện: Ebola, sốt Lassa và Marburg đều có xu hướng bùng phát và biến mất mà không ai biết liệu chúng có đang lặng lẽ biến đổi ở một nơi nào đó, hoặc đơn giản là đợi thời cơ thích hợp để trở lại theo cách của một thảm họa hay không. Này giống như virus Covid-19 đó các bạn. Và lưu ý là sách này là viết 2003. Người ta đã có những cái dự đoán như thế rồi. Giờ đây rõ ràng chúng ta đã phải sống chung với AIDS lâu hơn nhiều so với dự đoán của bất kỳ ai. Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Hoàng gia Manchester phát hiện ra một thủy thủ chết vì những nguyên nhân bí ẩn vô phương cứu chữa vào năm 1959 thật ra đã mắc AIDS. Nhưng dù vì lý do gì, căn bệnh này đã không xuất hiện trong suốt 20 năm sau đó. Điều kỳ diệu là các căn bệnh trên không lây lan. Sốt Lassa được biết đến lần đầu tiên vào năm 1969 tại Tây Phi. Đây là một bệnh cực kỳ nguy hiểm và chúng ta hiểu rất ít về nó. Năm 1969, một bác sĩ trong phòng thí nghiệm của Đại học Yale ở New Haven, Connecticut, khi đang nghiên cứu về sốt Lassa đã mắc bệnh này. Ông qua khỏi, nhưng đáng báo động là một kỹ thuật viên ở phòng thí nghiệm bên cạnh, dù không tiếp xúc trực tiếp với virus này, cũng mắc bệnh mà chết. May mắn thay, thảm kịch dừng lại ở đây, nhưng chúng ta không thể trông chờ rằng may mắn luôn xảy ra. Lối sống của chúng ta mời gọi các dịch bệnh, du lịch bằng đường hàng không giúp đem các tác nhân truyền bệnh đi khắp hành tinh cực kỳ dễ dàng. Một con virus Ebola có thể bắt đầu một ngày ở Benin và kết thúc ngày đó ở New York, Hamburg, Nairobi hoặc cả ba. Điều này có nghĩa là giới chức y tế còn phải hiểu về rất nhiều chứng bệnh tồn tại khắp nơi, nhưng tất nhiên họ chưa làm được điều đó. Năm 1990, một người Nigeria sống ở Chicago bị sốt Lassa khi về thăm quê, nhưng không có triệu chứng gì khi trở lại Mỹ. Người này qua đời tại một bệnh viện ở Chicago mà không hề được chẩn đoán và cũng không ai áp dụng biện pháp an toàn khi chăm sóc anh ta, vì không hề biết rằng anh ta mắc một trong những chứng bệnh chết người và dễ lây lan nhất hành tinh. Kỳ diệu thay, không có thêm một ai nhiễm bệnh. Lần sau chúng ta có thể không may mắn đến thế. Với lời nhắc nhở nghiêm túc đó, đã đến lúc chúng ta trở lại thế giới của những sinh vật nhìn thấy được. Quá hay các bạn. Đúng là cái này. Có mà khi trước đại dịch Covid-19 mà đã có những cái dự báo thế này. Quá hay. Ok, Hoàng Ngọc Tiền hôm nay đến là hết. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Goodbye.